Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nam đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nam đã ban hành bộ mã gồm 9 QR code hướng dẫn thủ tục hành chính đối với các nhóm thủ tục xuất nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam và nhóm thủ tục xuất nhập cảnh khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ mã QR được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của công an các huyện, thị xã, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Người dân chỉ cần sử dụng thiết bị điện thoại thông minh là có thể nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, từ đó góp phần tạo thuận lợi và đem đến sự hài lòng cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chúng tôi thấy rất là thuận tiện. Ngày xưa có thể dùng bằng máy tính để đánh ra dữ liệu và bây giờ chỉ cần trên trang web là có thể mình nộp hồ sơ. Lần này thì đến cơ quan công an để làm hộ chiếu mới, được hướng dẫn và về nhà tải app và điền các thông tin theo hồ sơ hướng dẫn. Tôi thấy là cái dịch vụ này nó sẽ tốt hơn ngày xưa. Và tiện cho công dân trong cái việc mà đăng ký các cái giấy tờ hành chính. Đến thời điểm hiện nay thì các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt và thực hiện được các thủ tục trên dịch vụ công. Thời gian tới, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường làm thêm ngày giờ để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an Hà Nam trong lòng nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, ngày càng trở nên thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.